Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên Facebook xuất hiện thông tin về việc thiếu thuốc F0 bị bỏ mặc tại huyện Đức Hòa. Ngay sau nội dung này được đăng tải, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã khẳng định đây là thông tin không đúng với sự thật. Địa phương cũng đã vào cuộc xử lý và người đăng tải cũng đã tháo gỡ dòng trạng thái nói trên. Do liên tục phát hiện nhiều ca nghi nhiễm mới trong ngày sau khi sàng lọc trên diện rộng, huyện Đức Hòa đã bố trí thêm các khu cách ly tạm thời tại các trường học để đưa người nghi nhiễm vào đây. Sau đó, ngành y tế sẽ khai thác tiền sử bệnh lý, đánh giá tình trạng sức khỏe và phân loại nhanh các nhóm người mắc COVID-19 có triệu chứng hoặc không có triệu chứng nhằm đưa đến các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phù hợp. Thời gian qua có một số người dân đã quay phim để đưa lên mạng những hình ảnh. Thực ra đó là do trong quá trình thực hiện nó cũng có những xử lý tình huống nó hơi chậm, cơ sở y tế đến hơi chậm, người dân bức xúc. Việc đó thì ban chỉ đạo huyện cũng đã chỉ đạo xử lý kịp thời, như là cấp cứu kịp thời khi có người dân có vấn đề về sức khỏe và chỉ đạo khắc phục ngay những vấn đề mà ăn uống hậu cần thuốc men hàng ngày cho người dân. Cũng vào thời điểm này, một trường hợp nữ 53 tuổi nghi nhiễm COVID-19 có tiền sử bệnh tim. Sau khi test nhanh và được đưa vào cách ly tạm thời, do bệnh chuyển biến nặng nên đã tử vong và đã được gia đình thống nhất với huyện đưa đi hỏa táng. Ngay trong quá trình xử lý vụ việc, thì một số người đang cách ly chung với trường hợp này vội thông báo đến lực lượng y tế nhưng chưa kịp xử lý thì đã đăng lên mạng xã hội. Do đó, huyện Đức Hòa kêu gọi mọi người dân hãy thật sự bình tĩnh bởi chính quyền sẽ không bỏ bất kỳ một ai. Do đó cũng mong rằng người dân hãy bình tĩnh và cùng chung tay với tất cả hệ thống chính trị của huyện, của tỉnh để đẩy lùi dịch bệnh của COVID-19 bằng cái việc mà chấp hành tốt, thực hiện tốt cái chỉ thị 16 của chính phủ và thực hiện tốt cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Với cái sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của mọi người dân thì tôi nghĩ rằng cái dịch COVID-19 này sẽ được kiểm soát và đẩy lùi. Với phương châm đặt tính mạng con người lên trên hết, do đó huyện Đức Hòa đã quy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo mọi điều kiện đảm bảo cho người cách ly và bệnh nhân an tâm theo dõi và điều trị, đồng thời hỗ trợ các suất ăn dinh dưỡng 3 cữ mỗi ngày và kịp thời cung cấp thuốc giảm đau, hạ sốt và các nhu cầu thiết yếu khác. Xã chính quyền cũng lưu tâm đến các anh em bệnh nhân ở đây. Thì tôi cũng đến nay đây cuộc sống sinh hoạt đây thì cũng rất tốt, sạch sẽ, môi trường này kia có anh em dọn nước non đầy đủ, anh em sinh hoạt. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và nguồn lực y tế cũng đang hoạt động hết công suất của ngành. Do đó, thay vì trách hờn, thiết nghĩ mọi người chúng ta nên sẻ chia, đồng viên và cảm thông cho nhau. Có như thế mới tạo nên sức mạnh chiến thắng được đại dịch.